cầu lao số 2. Số mấy ạ? Cầu lao luôn. Câu số 2. Con số này số nhiêu ạ? Quanh. Dạ số 19 ạ. Không biết quý vị nào đang sở hữu con số 19 sẽ là khách hàng may mắn đầu tiên trong buổi tối ngày hôm nay. Là xin được chúc mừng anh và hai ba con số của mình ngay lên sân khấu này ạ. Một lần nữa nhìn lại con số của mình ở trên tay. Con số 19 là con số may mắn đầu tiên. Dạ thưa anh, em có con số 1. Số 1 em có. Dạ số thứ 2 của mình ạ. Dạ số thứ 2. Dạ anh em nhìn em con số này phải tôi chính đi số 6 ạ. Số 6 ạ, số 6 là bánh đâu anh ơi. Dạ rồi, chúng ta đã tìm ra khách hàng may mắn đầu tiên cho buổi tối ngày hôm nay. Một lần nữa xin được chúc mừng anh và xin mời anh hãy đến sân khấu ạ. Hồi nãy anh chưa nói hết câu là anh bóc số nào của ai thì đem đến bạn ấy là của anh.